Hello, xin chào tất cả các bạn đến với Oka Channel. Thì mình hôm nay video này sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn làm marketing về việc mà đào ảnh ở một trang thương mại điện tử mà sẽ có bị dính đuôi web. Đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Mình sẽ vào trang AliExpress. Đây, ở đây thì mình sẽ vào thử một cái sản phẩm mà mình muốn lấy ảnh. Với cái việc lấy ảnh này thì thường thì các bạn marketing sẽ phải làm rất nhiều, nhưng mà sẽ gặp phải một số trường hợp như sau. Thì khi mà chúng ta ấn vào đây, chúng ta ấn vào một cái ảnh mà chúng ta cảm thấy muốn tải cái chiếc ảnh này về để phục vụ cho cái việc chúng ta làm marketing, thì chúng ta sẽ ấn vào lưu hình ảnh. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy khi mà tải về thì cái phần server này thì file nó đang ở dưới dạng là web.php. Thì làm sao để các chuyển cái này sang PNG hoặc là PLG thì chúng ta cứ tải về trước đã. Chúng ta cứ tải về. Đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái trang mà chuyển đổi từ đuôi WebP sang PNG hay là JPG. Thì các bạn vào là chuyển WebP sang PNG. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều trang, nhưng mà mình ưu tiên, đây không phải mình quảng cáo nhé, mình sẽ rất là cảm thấy rất là có thiện cảm đối với cái trang AliChrome này. Vì sao thì mình sẽ giải thích ngay sau đây thôi. Thì khi mà bạn tải lên ấy, thì vào trong diện trang thì bạn sẽ chọn tab. Sau đó bạn chọn cái file mà lúc nãy bạn tải về, cái file web mà các bạn tải về. Đây, ở đây bạn có thể chọn đuôi PNG này hoặc là JPG này, hoặc là PDF cũng được. Đây mình sẽ chọn PNG, chuyển đổi. Khá là nhanh đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn tải về. Thì ở đây, ở cái trang này thì còn có thể chuyển được cả video lẫn cả âm thanh cũng như rất nhiều loại. Các bạn có thể tham khảo thêm ở phần này. Vì sao mà mình lại chọn cái trang web này ấy? Là khi mà các bạn tải một cái chiếc ảnh web về và tải lên cái trang web đấy để mình đổi đuôi ấy, thì thường các trang web khác thì cái phần tên của cái ảnh cũ này và cái ảnh sau này mình phải tự sửa, hoặc là nó sẽ giống y hệt nhau, vì là nó khác đuôi mà, nên là nó tên nó sẽ giống nhau thì vẫn được. Nhưng mà ở cái trang web này thì nó sẽ hiện cái tên của cái trang web ý lên đầu, thì mình sẽ phân chia được là cái ảnh nào mình đã chuyển sang PNG rồi. Đây, cái ảnh này mình đã chuyển sang PNG rồi. Đây, mở được bình thường, độ phân giải khá là cao. Còn cái tab web này ấy, vì sao? Vì khi mà chúng ta kích vào thì chúng ta sẽ phải, nó sẽ hiển thị ở một cái trang trên web, chứ không hiển thị trực tiếp trên máy của chúng ta. Thì đấy là một cái cách để khi mà các bạn marketing cần chuyển đổi từ web sang PNG khi mà tải ảnh ở các trang sàn thương mại điện tử. Thì nếu mà thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Ok, xin chào tất cả các bạn.